Ba người dân ở Hát Vạn Ninh, Khánh Hòa, sau khi ăn một loại ốc biển lạ thì bị ngộ độc khiến một người chết, hai người nhập viện cấp cứu. Sáng 13 tháng 9, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ ngộ độc do ăn ốc biển lạ, khiến một người tử vong, hai người nhập viện cấp cứu. Mẫu ốc gây ngộ độc đã được gửi Viện Hải Dương học để xác định loài, hai người dân bị ngộ độc hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết. Trước đó, ngày 11 tháng 9, nhóm 3 ngư dân ở Hát Vạn Ninh gồm Nguyễn Văn T, 23 tuổi, Hồ Văn N, 21 tuổi và Trần Quốc T, 22 tuổi khi đánh bắt cá trên biển thuộc khu vực Vạn Ninh có lặn bắt được một túi ốc biển lạ, vỏ màu nâu với những chấm trắng. Chiều cùng ngày, nhóm ngư dân có ghé vào đảo Khải Lương, xã Vạn Thạnh, Hát Vạn Ninh cho một gia đình người quen nửa túi ốc trên. Số ốc còn lại, ba ngư dân hấp ăn, sau nửa tiếng đồng hồ, cả ba người ăn đều xuất hiện các triệu chứng, tê môi, tê tay, tê chân, chóng mặt, buồn nôn, đau đầu. Đến 19 giờ tối 11 tháng 9, ngư dân Nguyễn Văn Tê có triệu chứng trở nặng, được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong. Hai người còn lại sau khi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Hát Vạn Ninh đã chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều trị. Gia đình ở đảo Khải Lương được tặng nửa túi ốc cũng đem ốc đi luộc, có hai người ăn nhưng thấy ốc lạ nên họ chỉ ăn vài con, chưa phát hiện triệu chứng gì. Sau khi biết thông tin có người ngộ độc vì ăn ốc lạ, hai người này đã được đưa vào Trung tâm Y tế Hát Vạn Ninh để theo dõi sức khỏe.